Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của Chiếm Tài Mobile. Và hôm nay Ánh sẽ không có so sánh một chiếc máy lọc không khí nào nữa cả. Nhưng mà các bạn hãy nhìn trên màn hình của mình đi. Và cũng không quá khó khăn để nhận ra trước mặt các bạn đây là hai con robot. Và hai con robot này Ánh cũng đã từng có review rất là chi tiết cũng như là cách sử dụng và một số cái thông số rất là rõ ràng cho các bạn rồi. Đó là con Roborock Gen 2 và con Xiaomi Gen 2 với phiên bản 2019. Và hôm nay Ánh sẽ tích hợp hai con này trong một video để các bạn có thể dễ dàng phân biệt và so sánh được hai con này khác nhau như thế nào nha. Rồi, một cái yếu tố so sánh đầu tiên mà các bạn chắc hẳn sẽ rất là tò mò đó là về giá tiền. Thì giá tiền của con Roborock Gen 2 nó có giá thành đắt hơn so với con Xiaomi Gen 2 2019. Thì với con Roborock nó có giá thành là khoảng từ 7.800.000. Còn con Xiaomi Gen 2 phiên bản 2019 thì nó chỉ có giá tầm khoảng 6.600.000 mà thôi. Thì tại sao nó có giá thành chênh lệch như vậy? Thì thứ nhất thì các bạn hãy nhìn vào bề ngoài của hai cái phần đóng gói đóng hộp. Thì cái phần của Roborock Gen 2 nó có phần đẹp mắt hơn. Ngoài ra thì ngoài cái phần màu xanh như thế này thì cái con Roborock này nó còn có những cái màu sắc khác nữa. Chẳng hạn như là màu hồng nè, màu ánh vàng, cũng như là màu trắng. Và có rất là nhiều màu cho chúng ta lựa chọn. Và nó mang một cái tính thẩm mỹ rất là cao hơn so với con Xiaomi Gen 2 với phiên bản 2019. Khi mà Ánh mở hộp ra thì coi cái đóng gói của nó thì nó hoàn toàn thuyết phục Ánh với cái giá tiền đó. Không những về giá tiền thì còn về những cái chức năng khác nữa. Và một tí Ánh sẽ nói chi tiết hơn. Bây giờ thì Ánh sẽ nói về cái thiết kế xương ở bên ngoài, về sự chênh lệch và khác biệt giữa hai con này như thế nào nha. Thì Ánh đã bài trí sẵn hai con Roborock ngay trước mặt của mình rồi. Thì các bạn hãy nhìn sơ về bề ngoài của nó. Thì cả hai đều trang bị cho mình những cái tính năng như là có những cái cảm biến laser ở bên trên nè, có những cái nút điều khiển nút nguồn ở bên trên nè. Và ở bên con Roborock Gen 2 thì nó có cái tính thẩm mỹ cao hơn và nó có màu sắc và nó đẹp hơn. Chất liệu thì Ánh nghĩ là nó làm cũng như nhau ha. Rồi, và bây giờ mình mở ở bên trong xem coi nó có khác biệt gì không nha. Thì đối với những cái nút điều khiển thì nó có phần khác nhau đôi chút rồi. Ở bên đây thì nó cũng có cái nút nguồn này, nút trở về đốc sạc cũng như là nút làm sạch một phần của cái ngôi nhà của mình. Thì ở đây nó chỉ có hai nút và nút nguồn cũng như là cái nút trở về đốc sạc về nhà và sạc thôi. Và ở đây nút nguồn nó sẽ kiêm luôn cái nút mà sử dụng thủ công và điều khiển. Thì cái này Ánh có review rất là chi tiết. Và đây là cái phần ở bên trong. Đây Anh sẽ mở phần bên trong của cả hai con Roborock cho các bạn xem ha. Thì ở bên trong của con Xiaomi Gen 2 2019 thì các bạn thấy là nó cũng được trang bị một cái hộp bụi như thế này. Đó. Và cũng trang bị một cái bàn chải để chúng ta vệ sinh hộp bụi và những cái yếu tố khác như là đèn. Rồi, ở bên Roborock Gen 2 nó cũng trang bị chúng ta cái hộp bụi luôn. Và đây là hai cái hộp bụi của hai con. Thì các bạn thấy là nó có sự chênh lệch về cái kích thước thì phải. Và cái dung tích của con Roborock thì nó có phần nhỏ hơn ha. Và cả hai bộ lọc nó cũng đều sử dụng cái bộ lọc giống nhau, bộ lọc giấy H13. Và cả hai đều có chức năng lao và quét và hút giống nhau. Thì để xem coi ở bên dưới nó khác nhau như thế nào nha. Thì để xem coi những cái chức năng của nó như thế nào thì cả hai thì lúc nãy vừa nhắc cho các bạn đều có cái chức năng vừa hút và cũng có thể lau nhà được luôn. Thì chúng ta xem phần về thiết kế về cái phần dễ lau thì các bạn thấy là nó có cái sự khác nhau về cái hình dáng rồi. Thì cái dễ lau ở bên đây nó không hề có một cái túi nước hay hộp nước chứa nước gì cả, mà nó lấy nước từ cái phần hộp ở bên trong. Thì cái phần hộp nước ở bên trong thì cái này Ánh cũng đã có quay một cái video thay thế cái hộp bụi bằng cái hộp nước. Thì để đó cũng là một cái khuyết điểm của con Xiaomi Gen 2 2019 đó. Chúng ta phải sử dụng một cái hộp nước riêng biệt. Còn đối với con Roborock Gen 2 thì chúng ta có thể sử dụng cái hộp nước thông qua cái phần nắp này luôn. Trong nắp này chúng ta có thể cung cấp nước ở bên trong này và nước nó sẽ rò rỉ ra ở bên ngoài bằng cái lớp thấm như thế này để chúng ta có thể lau nhà. Đó, thì nó sẽ thấm ra đây và chúng ta có thể sử dụng hộp bụi và không cần phải lắp ráp quá cầu kỳ ở bên cái hộp bụi ở bên trong và thay thế bằng cái hộp nước gì cả. Đó là cái sự khác nhau thứ hai, là cũng là một cái ưu điểm của con Roborock Gen 2 rồi. Và nói về cái bàn chải con lăn là một cái điểm rất là quan trọng, là cái bộ phận chính giữa bàn chải con lăn giữa Roborock Gen 2. Đây Anh mở nắp cho bạn xem. Thì giữa con Roborock Gen 2 nó có cái bàn chải con lăn thì các bạn nhìn bằng mắt thường thì trông có vẻ con Roborock Gen 2 có phần dài hơn một tí so với con Gen 2 2019 ha. Đây, và cái cách tháo lắp thì nó cũng tương tự nhau, và cái cũng trang bị cái phần chổi quét phụ ở bên cạnh nó rất là đối xứng giống nhau, và cái phần cái bánh xe đa chiều như thế này. Nhưng cái phần sạc pin của con Roborock Gen 2 có phần khác, nó trang bị chúng ta hai cái phần tiếp xúc để chúng ta sạc pin với đốc sạc. Còn con Xiaomi Gen 2 2019 thì nó tiếp xúc với đốc sạc bằng cái phần tiếp xúc ở phần sau lưng trên máy, nó ngay cái phần loa với cái phần thoát khí ra ngoài ha, nó khác nhau ở điểm đó nữa. Ngoài ra cái phần thiết kế nữa đó là cái phần đốc sạc. Giữa đốc sạc con Roborock Gen 2 nó có trang bị chúng ta một cái miếng thảm bằng nhựa như thế này để nó phòng hờ cái phần nước nó rò rỉ ra bên ngoài, nó sẽ không có bị ướt cái sàn và nó không ảnh hưởng với cái mạch điện chúng ta, và nó rất là an toàn khi chúng ta sử dụng. Rồi, và đó là một số cái sự khác nhau về thiết kế. Rồi, và vài phút trước thì các bạn cũng đã xem ánh phân biệt giữa sự khác nhau giữa con Roborock Gen 2 và con Gen 2 phiên bản 2019. Nó sự khác nhau về thiết kế và một số cái hình thức ở bên ngoài của hai con này. Và bây giờ anh sẽ nói sâu hơn về công nghệ và những cái hiệu suất hoạt động của nó như thế nào. Thứ nhất là về hiệu năng. Với con Roborock Gen 2 thì nó có cái hiệu suất làm việc là nó có thể vừa hút vừa lau khoảng từ 250 m² trong vòng khoảng 2,5 tiếng với tất cả những cái dung lượng pin của nó, và nó hoạt động hết công suất. Và cái con Xiaomi Gen 2 phiên bản 2019 á, thì với cái chức năng hút thôi thì nó có thể hút khoảng 50 m² trong vòng khoảng 56 phút với cái chức năng hút. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái chức năng lao và chúng ta phải đổi cái hộp này bằng cái hộp nước á, thì chúng ta có thể sử dụng tất cả dung lượng pin của nó cho khoảng 46 phút, và nó có thể lau khoảng từ 23 m² thôi. Và các bạn cũng đã thấy cái sự chênh lệch của nó rất là nhiều rồi. Và với cái pin thì hồi nãy anh có nhắc về pin, thì pin của con Roborock Gen 2 này rất là lớn với cái dung lượng 5020 mAh, và cái thời gian hoạt động tối đa của nó là 2,5 giờ đó. Và cái con Xiaomi Gen 2 với phiên bản 2019 thì nó có cái dung lượng pin thấp hơn rất là nhiều, nó chỉ khoảng 3200 mAh thôi, và đó cũng là một cái yếu tố khẳng định về cái giá trên thị trường giữa hai robot này. Và so về lực hút thì lực hút của con Roborock Gen 2 là khoảng 2000 Pascal, còn lực hút của Gen 2 2019 thì 2001. Thì với cái lực hút của hai con này có vẻ là nó chênh lệch rất là ít và nó như nhau, thì con này nó có lực hút mạnh hơn một tí. Và cái công suất của hai con này rất là giống nhau, đều tầm khoảng mức rất là thấp, và nó cho chúng ta một cái công suất hoạt động tiết kiệm năng lượng tối đa nhất có thể, và nó cho chúng ta lực hút như vậy, và nó cho một cái hiệu suất lúc nãy anh có đề cập cho các bạn. Và nói về cái ưu điểm của hai con này thì với ưu điểm của con Roborock Gen 2 thì thứ nhất là nó có cái lượng pin rất trâu, thứ hai là nó có thiết kế rất là thẩm mỹ cho mình nữa, thứ ba là thiết kế rất là an toàn khi sử dụng luôn, có nghĩa là về cái đốc sạc nó trang bị chúng ta rất là đầy đủ những cái phụ kiện. Và cái nhược điểm của cái Roborock Gen 2 đó là nó có một cái độ ồn cao từ khoảng 51 đến 67 decibel, rất là cao. Và với cái con Gen 2 phiên bản 2019 này, ưu điểm của nó thứ nhất là nó có công suất rất là thấp, nó sẽ tiết kiệm điện năng của mình, công suất thấp hơn. Và nhược điểm của con này thì các bạn cũng biết rồi, với cái dung lượng pin rất là thấp thì chúng ta có thể sử dụng trong một không gian nhà nhỏ hơn một tí. Và thứ hai đó là cái chức năng lau nhà của nó không có tiện bằng Roborock Gen 2, có nghĩa là chúng ta phải sử dụng bằng cái hộp nước riêng biệt và chúng ta phải mua ở bên ngoài nữa cơ, chứ nó không có trang bị sẵn ở trong cái phần mở hộp của mình. Đó là cái chức năng lau nhà nó hơi bất tiện một tí so với Roborock Gen 2. Và đó cũng là một số cái ưu điểm và nhược điểm của hai cái con Roborock Gen 2 cũng như là Gen 2 và phiên bản 2019, và giá thành cũng khá là chênh lệch. Và tùy vào nhu cầu mục đích của các bạn mà các bạn có thể sử dụng, lựa chọn một trong hai mà chúng ta sử dụng trong phù hợp với ngôi nhà của mình. Và hai con này đều phân phối tại Chiếm Tài để các bạn có thể trải nghiệm được thực tế hơn và biết rõ hơn, thì các bạn có thể đến với showroom của Chiếm Tài với hai cái địa chỉ ở bên dưới. Còn mọi thông tin chi tiết về cái số liệu cũng như là cái review chi tiết về một trong hai con, cách sử dụng như thế nào, thông qua app như thế nào, các bạn có thể coi lại phần review của từng con trong từng bài review ở trong channel của Chiếm Tài nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái phần so sánh của Ánh về hai con robot này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye. Nhớ cho Chiếm Tài một like và subscribe, cũng như là các bạn hãy cho Chiếm Tài những cái ý kiến và đóng góp và những ý muốn các bạn muốn Chiếm Tài về video như thế nào thì các bạn cứ comment ở bên dưới nha. Xin chào.